bạn trong chương trình hôm nay. Tôi là Tăng Phương Thảo, hiện tại là trưởng bộ phận du học Mỹ của công ty tư vấn du học Tông Đại Dương. Đến với chương trình hôm nay, tôi rất vui được giới thiệu cho các bạn một số vấn đề cơ bản về phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Tuy đây chỉ là những cái yếu tố cơ bản nhưng có thể trở thành hành trang cho các bạn trong quá trình phỏng vấn xin visa. Thì phỏng vấn xin visa Mỹ và những lời đồn bên ngoài lịch sử. Có những người nghĩ rằng có hồ sơ Mỹ, định cư không thể đậu visa, đẹp khó đậu sợ lấy chồng, có người thân bên Mỹ khó đậu visa, hoặc là trả lời tiếng Việt là rớt, chưa đi du lịch nước ngoài, nhà không có xe hơi là rớt, hoặc là đang học năm 2 thì năm 3 qua Mỹ cũng có thể ảnh hưởng đến visa của mình. Lại có những người nghĩ nên đi sở thú cũng vô hùng sĩ đậu visa, hoặc là đi xem bói trước sĩ đậu nên tìm dịch vụ bao đậu. Thì đây là những lời đồn sẽ góp phần làm giảm đi sự tự tin của hồ sơ học sinh, gây tâm lý hoang mang cho đương đơn và cuối cùng sẽ làm cho hồ sơ của bạn giảm khả năng đậu visa. Vì vậy không phải những lời đồn này không có căn cứ, nhưng sự thật thì tâm sao thất bản, lắm thầy nhiều ma. Khi chỉ nghe những lời đồn mà không hiểu được nguyên nhân gốc rễ vấn đề sẽ làm bạn cảm thấy phức tạp hóa hồ sơ của mình, hoảng sợ, hoang mang và có thể gián tiếp gây rớt hồ sơ của bạn. Tôi đã đưa ra một ví dụ như thế này: nếu người họ hàng của bạn họ làm chủ tiệm nail, họ làm cho chính phủ Mỹ hoặc là bất cứ một cái ngành nghề nào hợp pháp mà đóng thuế đầy đủ ở Mỹ thì đó là một bộ hồ sơ tốt. Trước kia họ qua bằng con đường hợp pháp như lấy chồng, lấy vợ cũng là một bộ hồ sơ tốt. Ngoài ra họ vẫn có thể làm thư in 134 là thư bảo trợ từ nước ngoài nếu tài chính của họ tốt. Vì vậy không phải có người thân mà ta nên giấu. Kết luận của chúng tôi rằng đó không phải là nghe tin đồn, vì chính bạn là những người hiểu hồ sơ của bạn nhất. Và bên công ty chúng tôi có những tư vấn viên rất là nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi có thể giúp bạn tìm được hướng đi tốt nhất cho hồ sơ của mình. Và quan trọng nhất là vẫn là kinh nghiệm hướng dẫn hồ sơ đúng hướng. Đơn giản là vì hàng ngày chúng tôi tiếp xúc rất là nhiều hồ sơ đi phỏng vấn, và chúng tôi đã có thể giúp các bạn có một cái nhìn khách quan hơn về hồ sơ của mình. Thứ hai là thật sự rất là hiếm cái hồ sơ mà được gọi là hoàn hảo. Và đi du học Mỹ, chúng ta bỏ tiền ra để đi tự túc, mang lại nguồn lợi thu nhập cao cho nước Mỹ. Vì vậy đây không phải là một cuộc thi nên không có sự cạnh tranh quá cao như mọi người vẫn nghĩ. Hồ sơ học tập lẫn tài chính đạt yêu cầu có nghĩa là bạn có khả năng đạt visa. Chỉ cần lãnh sự không nghĩ rằng bạn có ý định định cư, vậy là bạn có thể lấy được visa từ lãnh sự một cách dễ dàng. Hồ sơ người Việt mình sẽ có những hạn chế sao? Khó chứng minh tài chính vì thiếu hệ thống kiểm soát thuế và tài chính minh bạch như nước ngoài. Hoặc là rất có nhiều người làm nghề tự do như là kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà trọ, bán sỉ theo hộ kinh doanh cá thể với thu nhập rất là cao. Vậy đi du học Mỹ chứng minh tài chính như thế nào? Thì theo như là những kinh nghiệm của công ty chúng tôi, đi du học Mỹ cần chứng minh 3 yếu tố cơ bản. Thứ nhất là tài sản cố định, đó là nhà cửa, đất đai. Thứ hai là tài khoản ngân hàng, phải chứng minh được số tiền có thể chi trả 2/3 học phí của bạn lẫn ăn ở của học sinh. Và cuối cùng là một cái quan trọng nữa là thu nhập hàng tháng, để có đủ khả năng tích lũy được số tiền trong ngân hàng đảm bảo cuộc sống cho gia đình bạn sau khi chi trả học phí cho học sinh du học ở Mỹ. Và một yếu tố điểm cộng trong bộ hồ sơ tốt đó là một số hồ sơ có nhà có xe hơi hoặc là đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới với những yêu cầu chứng minh tài chính như là châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Canada, hoặc là bố mẹ mình đã đi du lịch Mỹ và về đúng hạn, hoặc là chính bản thân học sinh đã đi du học hè ở Mỹ, hoặc là có những bạn đã du học nước khác và về lại Việt Nam làm hồ sơ qua Mỹ học. Có những học sinh có bằng IELTS TOEFL, nói tiếng Anh rất là tốt, hồ sơ học tập làm việc liên tục không gián đoạn. Thì đó là những hồ sơ có điểm cộng và là hồ sơ tốt. Tuy nhiên, nếu các bạn không có hồ sơ điểm cộng, chúng ta vẫn có thể có những cách giải trình hợp lý. Ví dụ như là chúng tôi đã làm thành công rất là nhiều hồ sơ tài chính phức tạp. Đầu tiên, các bạn phải đơn giản hóa cái hồ sơ và tìm cách trình bày hồ sơ bạn trong một phút đổ lại. Vì vậy nên nhớ thời gian phỏng vấn rất là ngắn, nên bạn phải sắp xếp hồ sơ và trình bày ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Thứ ba, nội dung thứ ba tôi muốn nói đến các bạn hôm nay là những sai lầm phổ biến của học sinh hay mắc phải. Thường thường đa số các học sinh thường mắc phải, thứ nhất là tham lam. Có rất là nhiều học sinh giỏi, họ thích khoe kiến thức của mình, khả năng tiếng Anh của mình, họ nói quá nhiều, lãnh sự sẽ cắt ngang các câu trả lời lan man và chỉ yêu cầu nghe đúng cái họ hỏi. Một ngày họ phỏng vấn rất là nhiều học sinh, họ cảm thấy không đủ kiên nhẫn cũng như là dành nhiều thời gian cho những câu trả lời quá dài dòng.
cũng quá nhiều học sinh lại thích show tài sản của mình trước lãnh sự. Họ có quá nhiều tài sản dẫn đến việc giải trình tài chính hơi khó khăn đối với lãnh sự. Một điểm thứ hai nữa là quá nhút nhát. Nhược điểm của nhiều học sinh Việt Nam bây giờ là hoảng sợ trước các câu hỏi tiếng Anh khớp khi gặp người nước ngoài, hoặc là hoảng sợ bị áp lực tâm lý từ gia đình. Việc đó dẫn đến bạn sẽ trả lời phỏng vấn không rõ ràng và lấp lửng để che giấu những khuyết điểm của mình. Việc này rất tai hại, có thể khiến lãnh sự nghĩ bạn là không trung thực. Và kỹ năng giao tiếp, đó là một việc có thể học và trao đổi được. Nên nhớ, không phải ai sinh ra đã tự tin, hoàn hảo mà phải tự hoàn thiện bản thân mình. Lãnh sự Mỹ nói riêng và người Mỹ nói chung, họ thích những con người sôi nổi, năng động và tự tin vào chính mình. Các bạn nên nhớ, đây chỉ là một buổi nói chuyện đơn giản, bạn phải tự tin trong quá trình trả lời phỏng vấn với lãnh sự. Và một điều nữa là chưa chuẩn bị kỹ kiến thức. Có nhiều học sinh mang tâm lý phó thác cho nơi làm hồ sơ. Họ không tìm hiểu kỹ về bang, về trường, về ngành, thậm chí khí hậu nơi mà họ sẽ học tập và sinh sống một thời gian dài khi đi du học ở Mỹ. Thì việc đó làm cho lãnh sự cảm thấy mất lòng tin vào học sinh này. Chính vì vậy, chúng tôi có lớp dạy phỏng vấn sẽ bổ sung kiến thức cho học sinh để vững tin trả lời trước câu hỏi của lãnh sự. Giải trình mọi việc không hợp lý thì không có lý do chính đáng cho những câu trả lời của mình. Những ví dụ sao học sinh hay trả lời không thuyết phục nhất là tại sao không học hết lớp 12 lại ở Việt Nam lại muốn qua Mỹ học, hay là tại sao không học hết năm 2, năm 3 tại Việt Nam mà đi học giữa chừng. Hoặc là cũng có những câu từ lãnh sự như là tại sao nhà chưa ai đi du lịch nước ngoài, tại sao nhà giàu mà không có xe hơi, tại sao nhà có 5 anh chị em mà chỉ có mình em đi du học, và làm sao tôi tin em trở về Việt Nam khi chị của em đi du học lại ở Mỹ, ở lại lấy chồng bên Mỹ, hoặc là tại sao nghỉ học 2 năm rồi mà bây giờ mới đi học, trong 2 năm đó không đi làm gì hết. Hoặc là có những câu hỏi lãnh sự đưa ra nhằm tìm hiểu sự trung thực và ý định học tập thực sự của học sinh, muốn nghe học sinh giải trình hợp lý chứ không phải dạng trả lời có hay là không. Điều này nằm ở kỹ năng sống của học sinh, không phải học thuộc lòng. Trước khi trả lời câu hỏi thì bạn hãy đặt mình vào vị trí của lãnh sự để suy nghĩ sao họ đang hỏi bạn câu hỏi này và làm sao để trả lời điều họ đang muốn nghe từ một du học sinh. Thì đa phần học sinh rớt phỏng vấn vì không có một cái kế hoạch học tập làm việc cho tương lai của mình. Thậm chí ở các trường đại học, câu hỏi trong bài luận họ thường đưa ra cho sinh viên như thế này: bạn hình dung mình sẽ như thế nào trong 5 hoặc 10 năm nữa, thậm chí 15 năm nữa. Thì viên chức lãnh sự cũng vậy, họ cũng muốn tìm hiểu bạn sẽ làm gì sau khi đi du học, định hướng nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp của bạn như thế nào trong tương lai. Họ rất là chán khi phải nói chuyện với một học sinh mà học sinh mơ hồ về tương lai của mình, chẳng biết một vấn đề gì cả về chính bản thân mình. Và một điểm cuối nữa là trang phục. Vấn đề ăn mặc như thế nào khi đi phỏng vấn lãnh sự đó cũng ảnh hưởng đến vấn đề xin visa của mình. Người Mỹ nói chung thì sẽ không thiện cảm đối với những học sinh bây giờ mặc đồ hiệu hàng phay, cũng như nhiều học sinh nữ là thích mặc áo dài, nam mặc áo sơ mi kín cổ, thậm chí đeo cà vạt, tạo cảm giác rất là giả tạo cho người phỏng vấn. Vì vậy bạn hãy là chính mình, đơn giản, lịch sự, năng động và trẻ trung. Và một điểm nữa là xin phỏng vấn lại liên tục khi hồ sơ không thay đổi và cải thiện một chút nào. Và chọn trái ngành nghề, môn học đại học ở Việt Nam cũng là một vấn đề cần nói đến hôm nay. Chọn những bậc học thấp hơn bậc học mình đang học. Ví dụ có những bạn đang học đại học lại qua hoặc lại muốn học cao đẳng cộng đồng, hoặc là đã có học vị thạc sĩ ở Việt Nam lại muốn đi học Anh ngữ. Ngoài ra có rất là nhiều các vấn đề khác cụ thể liên quan đến hồ sơ của mỗi học sinh, vì thường 100 hồ sơ là có 100 trường hợp khác hẳn nhau. Thì nhìn chung để đạt được visa Mỹ, ứng viên cần có kế hoạch chọn trường và khóa học phù hợp với năng lực học vấn của bản thân, sau đó kế hoạch học tập cụ thể và chuẩn bị mức dự trù tài chính cho việc học tập tại Mỹ. Đối với các ứng viên đã có đầy đủ những yếu tố này thì vòng phỏng vấn Mỹ không còn là một rào cản đáng ngại nữa. Tuy nhiên, để chắc chắn được cấp visa, các ứng viên nên biết cách trả lời một cách chân thật và khéo léo về những thông tin đã cung cấp trong hồ sơ. Thì đó là những vấn đề tôi muốn nói hôm nay để giúp các bạn có một cái hành trang mới để chuẩn bị cho quá trình phỏng vấn xin visa của mình. Thì các bạn còn có những điều thắc mắc khác thì có thể đến trực tiếp công ty tư vấn du học Tân Đại Dương ở địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, hoặc là đến chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.